thể chúng ta có thể đứng lui lại về phía, chúng ta có thể tiến thể đứng lui lại về phía sau một chút được không ạ? Chúng ta có thể Bộ Huyền đứng giữa đây, Bộ Huyền bên này, xin được gửi lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của nghệ sĩ Sau Thì. Nghệ sĩ sức khỏe dồi dào và tình cảm cho bọn công việc của mình luôn luôn hay và sức khỏe dồi dào, xin và chúc mừng chị. Vâng, xin được gửi lời nhạc sĩ chuyên nghiệp chủ nhiệm câu lạc bộ có đôi lời và có một bài thơ chúc mừng cho Sau Thì. Với tư cách là cá nhân, tôi chỉ được có đôi lời. Tôi biết bản năng sao thủy của nhà ta từ 20 năm nay, lúc nào ấy 50 và bây giờ đã 70 rồi, nhưng vẫn vóc dáng vẫn như xưa, giọng hát vẫn như xưa và còn lâu mới già. Chạy đi chạy lại nó vào hình. Ngày 18 tháng 3 nàng Sao Thủy chúng ta mới ra đời, và hôm nay là 16 tháng 3 chúng ta ra đời trước như thế nó vui vẻ hơn. Bởi vì còn gia đình nữa, những ngày 18 tháng 3 sẽ còn khó hơn. Cho nên để tặng cho nữ sĩ Sao Thủy, để tôi làm mấy câu thơ. Nhưng cũng không nhớ không. Nàng Sao Thủy chẳng 70 vẫn xinh vẫn đẹp như thời thanh xuân, giọng nữ cao vẫn vang ngân, người xa yêu mến người gần ngợi khen. Xin chúc mừng. Đây là bài thơ tặng cho nữ sĩ Sao Thủy. Nhạc sĩ Nhân Hường, chủ nhiệm câu lạc bộ đàn hát dân ca của Đài Truyền hình Việt Nam.